Em lên sóng cho các bác bộ dàn là Onkyo CR D1 LTD nhá, theo yêu cầu của bác khách. Thì đây nó là dàn về theo phiên bản loa đặc biệt các bác nhá. Đấy, CR D1 LTD, loa phiên bản là 11 ETX, phiên bản loa rất là đặc biệt. Công suất loa là 80W, trở kháng là 6 ohm các bác nhá. Kết nối điện thoại này, kết nối tivi này, cầu loa thì các bác kẹp đúng cho em này. Ở đây thì em lười thì em cắm nhảy thôi, còn về các bác sẽ xoáy ra các bác kẹp vào trong cho nó cẩn thận nhá. Đấy, hoặc là các bác mua cầu bắp chuối mình cắm vào. Hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá, hàng bãi thì nói chung là có thế nào thì em quay thế thôi. Đấy. Tất cả em quay là trên như trên video các bác nhá, không hề giấu giếm bất kể cái gì. Con này thì em thử thì CD vẫn chạy bình thường nhá. Đấy. Tuy nhiên thì bên em gọi là test thêm thôi chứ không bảo hành bảo tỏi cái phần CD nhá. Chủ yếu là bán để các bác kết nối điện thoại hoặc là máy tính nhá, TV. Đấy, đây là cái chức năng chính. Con này nó có thêm cái cổng trầm này, bắt đầu cần cắm trầm cắm vào đây này. Có FM này. Bác nào sử dụng FM thì phải dùng qua khiển này nhá. Phía trước có hai cổng line in này, đấy. Phía trước có cổng 2, cổng 3.5 này, 3 cổng, một cổng phone này. Một cổng in đầu vào, một cổng in đầu ra. Phía bên này là nút chỉnh chuyển các chế độ. Đây là chế độ đánh direct, chế độ chỉnh bass tape. Cái này là xoay vừa chỉnh lệch bài của CD này, vừa chỉnh bass tape này. Đấy, còn đây là cái điều chỉnh cho CD. Nhìn rất là đẹp các bác nhá. Đây. Những ngày chưa nhập. Giá thì em báo luôn nhá. Giá bộ này của nó là 7.690.000 các bác nhá, 7.690.000. Và nếu bác nào lấy thêm cái khiển này nữa này, lấy thêm khiển của nó là 400 các bác nhá. Đấy, còn nếu bác nào không lấy khiển thì trừ 400. Đấy, tức là giá bộ này không khiển thì là 7.690. Còn lấy thêm khiển 400 thì các bác cộng vào giúp em. Đấy. Thì thành nếu như bác nào mà lấy thêm cả khiển thì thành 8.090.000. Đấy. Cả bộ, toàn bộ cả khiển là 8.090.000. Còn nếu bỏ khiển thì các bác trừ 400 cho em. Về kích thước em đo luôn nhá. Cao là 26.5 này. Rộng 16 này. Sâu là 25 này. Mời các bác nghe thử chất âm nhá. Tụi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mơ lắm bầy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả đấy là CD nhá. Bây giờ sẽ cắm điện thoại và test tiếp cái đường điện thoại cho các bác. Đây là đường điện thoại các bác nhá. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Đấy, tiếp theo thì em sẽ test lốt cái đường quang cho các bác. Ở trên này các bác có thể dùng khiển được, hoặc là dùng được khiển trên máy cũng được. Đây, đây là đường quang này. Sao đêm dài buồn thế, gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Ngoài chỉnh bát tép ở trên máy ra đây. Đấy, bát này, tép này. Đó, và chế độ đánh direct này, on off này. Đấy. Ở đây thì nó có, nếu mà các bác dùng thêm khiển, nó mua thêm khiển này thì có thể chỉnh được chế độ S bát nhá. Nhiều trầm hay ít trầm này. Đấy, hoặc là chỉnh bass tape này, tăng giảm luôn trên khiển này.
Đó. Tab này. Đấy, tăng giảm là tùy theo sở thích của các bác. Và có thêm khiển thì các bác có thể chỉnh được thêm cả phần FM nhá. Đấy, FM. Con này nói chung là muốn dùng FM thì các bác phải có khiển. Nó là tần số 90. Giờ tự động các bác nhấn 3 giây bỏ tay ra. Đấy, thì đấy là cái cách sử dụng. Đó, thì giá vừa báo rồi nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt bộ này thì alo cho em. Ở giá báo lại nhá là 7.690.000 là có thêm khiển. À là giá chưa có khiển. Còn nếu bác nào lấy thêm khiển, cộng thêm 400 vào cho em, được chưa ạ? Đấy. 7.690.000 cộng thêm khiển nó vào là thành 8.090.000. Còn nếu bác nào mà không lấy khiển thì trừ 400 này đi. Mời các bác nhìn lại hình thức nhá. Hàng cao cấp của nó thì tất cả cầu loa sẽ là cầu bắp chuối các bác nhá. Rồi, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.